Rồi chào các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Di động Nhật Nam, kênh chuyên bán iPhone cũ quốc tế. Cam kết là không bán máy lốc, cũng không bán máy đã sửa chữa trên men hoặc là thay thế màn hình linh kiện vào máy. Chỉ bán những cái sản phẩm zin nguyên bản nhà sản xuất. Khi sản phẩm bán ra sẽ bảo hành một đổi một trong vòng 3 tháng cho các bạn. Và tất cả sản phẩm khi bán ra sẽ bao zin nhưng không bao ship các bạn nhé. Lưu ý là shop Nhật Nam bán hàng không bao ship bất kỳ một sản phẩm nào. Cũng như là bảo hành máy quốc tế đến trọn đời, có nghĩa là trong suốt quá trình sử dụng iPhone của shop Nhật Nam, nếu chẳng may biến thành máy lốc, các bạn sẽ được đổi luôn cho một sản phẩm tương tự kèm theo cái lời xin lỗi. Rồi ok, hôm nay iPhone thì nó lên giá rất là cao và tình hình cũng rất là khó về hàng. Tuy nhiên mình cũng cố gắng về được một ít iPhone 6s 64 mã Nhật ở đây, và có hai con máy 6s 32GB hàng nguyên mới luôn, thanh lý không có nhiều, có mỗi hai cái màu hồng thôi. Với nhân tiện cũng giới thiệu thêm vài cái máy đang còn ở shop đây cho mọi người dễ mà cập nhật cái giá cả cũng như là cái tình trạng của sản phẩm để mà đặt mua các bạn nhé. Thì đầu tiên mình sẽ giới thiệu đến các bạn hai cái con 6S màu hồng, máy là nguyên mới. Đây các bạn nhìn chân sạc và chân tai nghe thế này thì các bạn cũng biết rồi. Và máy này cam kết là pin zin nguyên bản chỉ mới sạc có 5 lần, dưới 5 lần các bạn nhé, tức là dưới 5 lần. Giống với đợt hàng trước đấy, nhưng mà hôm nay không có hàng. Đấy, vét được hai máy. Ok. Thì các bạn thấy ngoại hình máy đây thì Nhật Nam quay một vòng như thế này thì các bạn cũng biết là mới rồi, đúng không? Chuẩn mới rồi. Đấy. Mặt kính trước nó dính bụi bặm vớ vẩn linh tinh thôi nhá, không chảy xước gì cả. Vì là sản phẩm này Nhật Nam đã kiểm tra là rất là chất lượng. Đây. 6S mã Nhật này, mã JA các bạn ha. Mã Nhật này, 32GB này. Hàng nguyên mới này. Và mình sẽ kiểm tra luôn cái pin. Tình trạng pin đây 100%. Tất cả là zin nguyên bản các bạn nhé, zin nguyên bản. Và sản phẩm này khi bán ra tặng kèm đầy đủ phụ kiện như là tai nghe, sạc, ốp dẻo và dán cường lực, kèm theo chế độ bảo hành 1 đổi 1 3 tháng tại Nhật Nam nhé. Đấy các bạn cứ yên tâm. Và có giá bán là 3,4 triệu. Hôm nay chúng ta chỉ có hai sản phẩm thôi. Hy vọng rằng bạn học kết thì hãy nhanh tay đặt hàng luôn. Đấy, hai máy đều như nhau, các bạn nhìn thấy chân sạc chân tai nghe nó trắng bóc thế này là ok rồi ha. Và máy thì mới leng keng xả beng. Đấy. Tình trạng pin thì 100%. Đây là máy mã Nhật. Mã Nhật thì máy khá chất các bạn ạ. Rồi con này cũng thế thôi, mã Nhật 32GB. Và lưu ý là chỉ có màu hồng nhá, có hai máy nhá. Rồi, ok, bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang cái sản phẩm 6S 64GB máy mã Nhật. Đây thì sản phẩm này là hàng đẹp keng thôi. Hàng đẹp keng có nghĩa nó sẽ thua hàng mới một tí xíu. Có nghĩa là ngoại hình là đạt tiêu chuẩn là rất là mới, gần như mới luôn. Đấy, chỉ cho phép những vết xước lông mèo thì sẽ được gọi là hàng đẹp keng. Hàng đẹp keng này là có ngoại hình đẹp keng nhưng mà máy đã sử dụng rồi, cho nên là pin thì có thể nó sẽ chênh. Nó tùy, có những máy pin bằng này, có những máy pin thế khác. Đấy thì mình sẽ kiểm tra sơ qua và báo giá cụ thể cho các bạn luôn. Con nào pin kém mình thay luôn các bạn nhé. Thì shop Nhật Nam thay pin rất là chuẩn nên mọi người yên tâm. Rất là nhiều sản phẩm mà nhập về khi mà pin kém mình đã thay bán ra thị trường và các bạn đã sử dụng rất là ok nhé. Đấy, và đây là mã Nhật 64GB này, các bạn cũng thấy 64GB ha. Rồi ok, 64GB giá lại rẻ hơn 32GB kia, lý do là vì cái thằng kia là hàng mới các bạn nhé. Các bạn hãy coi cho kỹ rồi mua cho đỡ phải phàn nàn thắc mắc. Nhiều bạn hay thắc mắc lắm. Đây như con này là pin thay 100%. Mình khẳng định đây là pin thay ở shop Nhật Nam thay nhá. Con này là pin thay rồi. Và sẽ có giá bán là 3,2 triệu. Ok, 64GB. Giá bán 3,2 triệu với cái tình trạng pin thay 100% rồi nhá. Tiếp theo đây là con màu gold. Màu gold. Đây các bạn thấy cũng khá là mới. Chuẩn chất keng nhá, đạt tiêu chí keng. Còn con nào 99% sẽ là 99%. Phải nhỡ gì thì Nhật Nam sẽ loại luôn để mà bán bên những cái kênh thanh lý chẳng hạn đó, chứ không bán ở cái những cái kênh mà hàng keng như thế này, các bạn yên tâm nhé. Đây mã Nhật 64GB. Máy màu gold các bạn nhá. Đấy, máy màu gold này thì sẽ mắc hơn này. Rồi chúng ta sẽ kiểm tra pin. Đây như con này pin bảo trì. Pin bảo trì thì mình sẽ phải thay rồi, buộc phải thay rồi, không sử dụng được nữa các bạn nhé. Nó còn có 69% mà xài cái gì nữa, đúng không? Bảo trì rồi. Ok, thì con này là khi mà mình các bạn chốt hạ rồi thì mình chắc chắn mình sẽ thay luôn cho các bạn. Các bạn cứ yên tâm nhé. Và sẽ là
giá sau khi thay pin sẽ bán ra với giá là 3,3 triệu, màu gold này sẽ mắc hơn 100. Ok, đây là 6S màn hình 4 in 7 thôi nha các bạn. Đấy, tiếp tục nữa đây này, để mình kiểm tra luôn tất cả cái hàng này là mã Nhật rồi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra cái tình trạng pin thôi cho nhanh nhá. Đây, như con này pin cũng bảo trì này, 81% mà đã bảo trì. Ok, có nhiều shop 81% họ vẫn bán dáng cho bạn nhé, nhưng riêng shop Nhật Nam là đã thay luôn, 3,3 triệu. Đấy, hai con màu gold là phải thay pin hết rồi này. Mà thậm chí cái sản phẩm này đa phần là thay pin các bạn, có vài con pin zin thôi, không quan trọng, thay rồi xài rất là ngon. Đây, như con này còn pin zin 90%, mình cũng bán giá 3,3 triệu luôn. Ok chưa, quá là ngon lành ha. Rồi, tiếp theo đến cái trên này, đây có màu silver, duy nhất một máy màu silver. Màu silver tức là màu bạc trắng đấy các bạn. Đấy, lưng sau bạc này, nhưng ngoại hình đẹp, đẹp chuẩn nhá. Vì cái này mình kiểm tra hết rồi, chuẩn keng. Đây, nhưng con này pin bảo trì cũng sẽ phải thay pin, cũng sẽ phải thay pin, và giá là 3,2 triệu. Ok, có một máy màu trắng thôi. Bạn nào hợp phong thủy hoặc là thích màu trắng thì đặt sớm nhá, bởi vì không nhiều. Và duy nhất một máy màu gray, hay còn gọi là màu xám đen, tức là màu xám lông chuột đấy. Mặt trước màu đen và lưng sau màu xám lông chuột các bạn nhé. Đấy, rất là ok. Chúng ta kiểm tra luôn cái phần trăm pin. Con này cũng bảo trì thì chắc chắn là thay pin rồi. Cái đợt hàng này zin hết, mình muốn lấy zin về mình tự thay pin, nên là pin đa phần là lỗi nhá, chứ mình không lấy những cái hàng mà chúng nó dọn sẵn, nó thay pin sẵn đâu. Đấy, mình phải mở ra mình kiểm tra, mình thay pin, mình không có tin tưởng ai được hết. Mình phải tự thẩm định rồi mình chịu trách nhiệm trước khách hàng mà, đúng không các bạn? Thực ra Nhật Nam là người bỏ tiền ra trước, sau đó phải chịu trách nhiệm với khách hàng. Đây, con như con này mình cũng thay pin này. Đấy, như có mấy con này là có dán cường lực rồi đấy, mình có thay pin xong mình dán cường lực luôn. Đấy, thì các bạn cũng thấy đó, mình đã phải kiểm tra sơ bộ ra rồi nhá, rồi mới ok bán cho bạn. Thì thay pin rồi, con màu hồng này 3,2 triệu nhá. Tiếp tục màu hồng này. Đấy, xem có con nào pin zin để báo dễ bạn nào, nhiều bạn khó tính thích pin zin đấy. Đây, như con này pin 85, pin 85 thì bạn nào để pin zin này mình bán 31 nhá. Còn nếu thay, nếu bạn nào mà không yên tâm về cái pin 85% này thì mình sẽ thay và vẫn bán giá 3,2 triệu. Rồi, đây có một con màu hồng nữa, con này xem pin bao nhiêu. Ok, con này pin tới 93, quá là ngon nhá. Pin 93, pin zin thì con này mình bán 3,2 triệu. Đấy, không cần phải thay. Rồi, tiếp theo đây mình có còn duy nhất một con 6S Plus màu xám đen. Con này thì bao zin nguyên bản, các bạn thấy thế này thì các bạn biết này, người ta sử dụng cái ốp mà nó lòi trái táo rồi, nó còn có cái vòng tròn đây, nó bị đổi màu nhẹ rồi nhá. Tuy nhiên máy rất là ok. Và con này pin thì chỉ bèo, hình như pin bèo, chắc phải thay, thay cho yên tâm các bạn nhé. Rồi, mình pin 82 thôi, thay đi, mình sẽ báo giá pin thay. Và con này duy nhất một máy 64GB, để kiểm tra xem đúng không. 6S Plus 64GB mã Mỹ này, thì các bạn thấy Plus là nó sẽ to hơn này, thấy chưa? Đấy, to hơn là 6S này. Ok, nó cũng là 6S Plus nhá. Nó khác cái là khác cái có Plus nên nó to. Còn duy nhất một máy màu xám đen, màu gray, hay còn gọi là màu xám lông chuột đấy, mình sẽ thay pin và sẽ bán ra với giá 4,5 triệu. Thì tất cả những cái sản phẩm 6S và 6S Plus, Nhật Nam sẽ tặng đầy đủ phụ kiện, lý do là cái chân tai nghe nó vẫn là cái chân tròn 3.5, mình tặng đầy đủ nhá. Như là sạc này, tai nghe, dán cường lực và ốp dẻo, chế độ bảo hành 1 đổi 1 3 tháng. Còn chuyển sang những cái dòng sản phẩm như iPhone 8 ở đây, bây giờ mình sẽ giới thiệu các bạn là iPhone 8 Plus đây. Đấy, như con này pin 84% này. iPhone 8 Plus do là mới sản xuất gần đây hơn nên là pin 84% còn xài rất là ngon các bạn nhé. Nó tùy từng dòng máy, mình đã kiểm định và đã xài thử. Đấy, mình xem thử YouTube là biết ngay các bạn ạ. Đấy, xem một tập phim, một bộ phim là biết ngay nó xuống như thế nào, cứ sạc đầy xong xem đến hết nhá. Đấy, ok, thì con này là máy mã Mỹ, có màu gold, hàng tiêu chuẩn, đẹp len keng xà beng. Pin thì mặc dù không cao lắm nhưng cái này cũng còn dư sức xài trên nửa năm mới phải thay pin, đến lúc đấy chắc pin cũng rẻ lắm rồi. Bây giờ thay mới có giá có bao nhiêu đâu, hơn 200 bạc. Đấy, ok, 8 Plus mã Mỹ, 64GB, pin 84%. Thì mình thấy là sản phẩm này ngoại hình là đẹp, cũng keng nhá, rất là ok. Đây là bản 64GB,
Và hôm nay 84% pin này mình bán ra cho các bạn với giá là 8,6 triệu, rất là rẻ rồi, không thể nào còn rẻ hơn. Và tiếp theo con này là bao nhiêu? Con này 85, hơn 1 gem thôi cũng bán thế nhá, cũng bán 8,6 triệu, giá sấp mặt luôn, không đâu rẻ hơn nữa đâu. Thời điểm này iPhone rất là căng, các bạn lượn nhiều khi gặp mấy thằng nó bơm pin nên nó bán thì chết. Đây và đây có XS Max màu gold pin 90 này, máy thì chuẩn len keng xà beng như cái máy mới. Sản phẩm này máy mã Mỹ các bạn nhé. Mình tắt nguồn này để mở một con lên ha. Hết pin hay sao mà không lên. Con này cũng pin 90. Rồi ok, con kia chắc hết pin, không sao cả. Trước khi gửi đến các bạn đều phải kiểm tra, ghi email vào phiếu bảo hành, lên Viettel lại còn phải đồng kiểm với nhân viên của Viettel nữa. Nên mọi người cứ yên tâm nhé, sản phẩm được kiểm định qua mấy khâu mới đến tay các bạn. Đây con này pin 90% và máy mã Mỹ. Tất cả những cái sản phẩm XS Max này là mình bao zin nguyên bản luôn, vì là mình sẽ phải mở ra kiểm tra hết zin nguyên bản thì mới bán cho các bạn nhé, cứ yên tâm. Không việc gì phải lăn tăn, không phải ầu ơ ví dầu. Đây, pin đúng 90% đây nhá. Và máy là máy này, mã gì đây? Máy mã Mỹ 64GB và màu gold này, pin mình tạm gọi là pin 9X%, sẽ đổ đồng có giá là 14,5 triệu. Thì đối với sản phẩm mà không có cái chân tai nghe là chân tròn mà nó sử dụng chung với lại chân sạc là chân zin chân dẹp đây này. Đấy, tai nghe zin chân dẹp mình sẽ không tặng kèm theo mà sẽ có giá là 300 ngàn nếu bạn nào có nhu cầu nhá. Nếu có nhu cầu mua kèm theo ok thì hãy cộng 300 ngàn vì mình trừ ra rồi, cho nó khỏi đôn giá của sản phẩm lên, chứ thực ra thì không ai cho không ai cái gì. Thế nhá, cứ quan điểm như vậy đi cho dễ sống. Rồi ok, sẽ có 3 máy màu gold đây, ngoại hình đẹp len keng xà beng như nhau. Con này 92 cũng thế thôi, mình thì mình không so đo hay lăn tăn 1-2% pin đâu, cứ yên tâm. Một đời ta bao la đời chúng nó các bạn nhé. Cứ xài hỏng pin thì thay, có cái gì đâu. Pin bây giờ mà các bạn thay đúng chỗ, đúng chất lượng, rất là chuẩn, xài rất là ngon, không có việc gì phải lăn tăn cả. Công nghệ ngày càng cao, cái gì còn sản xuất được chứ, viên pin điện thoại đúng không. 14,5 triệu nhá. Rồi ok, và đây có một con iPhone X. Con này thì được đánh giá 99% thôi, không được keng. Tất cả là keng hết, sườn, lưng là keng. Tuy nhiên là gioăng màn hình này, gioăng nhựa màn hình có một tí mẻ ở đây nhẹ thôi. Nhìn kỹ lắm mới thấy, mình quay này cũng khó thấy lắm này ha. Các bạn thấy nó khuyết một tí này, rất là ít thôi này đó. Ok, iPhone X bây giờ chẳng có hàng, mình bán giá 9,5 triệu thôi nhá. Đấy, 9,5 triệu iPhone X, hay còn gọi là iPhone 10 đấy, màu trắng. Và đây nữa có một con XR, con này mã VN 128GB, mới sạc ít lần, còn nguyên si luôn, để mình xem chính xác không. Và con này còn bảo hành chính hãng nhé, VNA. Đây thì nó sẽ có trung tâm bảo hành của Apple. Đấy, những con máy này lỗi mình gửi vào đấy đổi được các bạn nhé. Còn bảo hành đến tháng 12. Và đây là phiên bản 128GB, tình trạng pin còn 100% luôn, máy rất là ngon. Đấy, ngon lành. Giá bán là 12 triệu các bạn nhé. Con này sử dụng được 2 SIM rồi, tức là sử dụng một cái SIM eSIM nữa. Đấy, là từ XR trở lên là các bạn có thể sử dụng một SIM vật lý và một SIM điện tử nhé. Rồi, thì vừa rồi là Nhật Nam đã giới thiệu tất cả những cái iPhone mà hôm nay đang có hàng ở đây. Bạn nào kết cái sản phẩm nào alo cho mình. Và các bạn lưu ý khi mua online thì sẽ phải đặt cọc trước 100 ngàn đối với sản phẩm là dưới 10 triệu. Và 200 ngàn đối với sản phẩm trên 10 triệu. Nhà Nam sẽ không chốt đơn hàng cho bạn khi mà các bạn không đặt cọc các bạn nhé. Mong mọi người hãy thông cảm với cái sự bất tiện này. Bạn nào gần khu vực Tân Phú, Đồng Nai có thể đến trực tiếp shop của mình nằm ngay sát chợ Ngọc Lâm, xã Phú Xuân, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai để xem và mua hàng nhé. Cảm ơn mọi người đã luôn yêu mến và ủng hộ Nhà Nam. Bạn nào mà chưa like, chưa chia sẻ và chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh, nhấn chuông để nhận thông báo những cái clip mới nhất của Nhà Nam nhé. Cảm ơn mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái clip sau.